Chương 253 Phá Giáp. Huyền Hoàng Địa Giáp là linh bảo cao cấp phòng ngự. Sức phòng ngự cực mạnh của nó, cho dù là cường giả tạo hình cảnh đại thành cũng chỉ có thể bất lực và lúng túng như là sư tử gặm phải mai rùa mà thôi. Mà đối với Hoa Tông, kẻ đã có được Huyền Hoàng Địa Giáp, cho dù là Lâm Động cũng cảm thấy khó mà giải quyết. Tên này ra thế quá mức hùng hậu, quả thực còn khó đối phó hơn cả Phương Viêm kia. Không ngờ rằng người cũng sở hữu phù khôi, có điều xem ra không sánh bằng phù khôi của ta. Hoa Tông khẽ vặn vặn cổ. Trên đỉnh đầu của hắn, thanh cự nhận tinh thần lực kia dần dần ba động. Một cái luồng khí tức cực kỳ kinh người chậm rãi khuếch tán mà ra. Ánh mắt của hắn nhìn về hai đầu phù khôi đang quấn nhau cách đó không xa, khóe miệng khẽ nhếch lên nhàn nhạt nói. Ánh mắt Lâm Động khẽ di chuyển, hai đầu phù khôi đang giao thủ đó đích thực là phù khôi của Hoa Tông chiếm thế thượng phong hơn. Và lại, điều quan trọng hơn là mỗi lần khởi động phù khôi tác chiến sẽ cần tiêu hao 1000 thuần nguyên đan. Điểm này nếu Lâm Động trước đây sự tiêu hao này hắn còn có thể chịu đựng được, nhưng hắn ta hiện giờ nghèo rớt mồng tơi, cứ tiếp tục như vậy e rằng không được bao lâu phù khôi trung đẳng của hắn sẽ vì không có sự chống đỡ của nguyên lực mà không thể cử động. Đến lúc đó, một khi để cho đầu phù khôi Hoa Tông rảnh tay liên thủ với hắn, vậy thì kết cục của Lâm Động trở nên thê thảm rồi. Đối mặt với Hoa Tông, tên gia hỏa sở hữu phù khôi có sự bảo hộ của Huyền Hoàng Địa Giáp, Lâm Động không nghi ngờ sẽ rơi vào thế bị động. Tiểu tử, thời gian ta tiến vào Linh Phù Sư vốn không lâu, cho nên người là người đầu tiên có thể được nếm thử tinh thần chi hỏa của ta. Hôm nay dù người chết tại nơi đây cũng coi như là người may mắn. Hoa Tông lở nụ cười dữ tợn với Lâm Động, chợt ánh mắt trở lên âm trầm. Trên đỉnh đầu hắn, cự nhận tinh thần lực đang kịch liệt chuyển động, có thể nhìn ra được đó chính là một cái bí kỹ tinh thần cực kỳ lợi hại. Hãy xem như hôm nay ta đem tinh thần lực của ngươi xé thành trăm mảnh. Cự nhận tinh thần lực không ngừng ba động, cánh tay Hoa Tông đột nhiên chém xuống, chỉ nhìn thấy một cái thanh cự nhận tinh thần lực đã trực tiếp mang theo một cái tia sát khí không thể nào kháng cự, nhanh như chớp xông thẳng về phía Lâm Động. Vù vù, nhìn cự nhận tinh thần lực phát ra thanh âm xé gió lao tới, sắc mặt Lâm Động cũng trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Bàn tay khẽ nắm chặt thiên lần cổ kích, đại nhật lôi nguyên trong cơ thể giống như là nước thủy triều gào thét tuôn chảy. Trong mơ hồ còn mang theo cái thanh âm sấm sét trầm thấp. Thiên lần kích pháp hóa giao kích, kim quang đột nhiên bộc phát mãnh liệt từ thân thể thiên lần cổ kích, tuôn ra ngưng tụ thành giao ảnh khổng lồ. Lôi rực trên giao ảnh lóe ra, mang theo nguyên lực ba động vô cùng cường hãn, trực tiếp va chạm với thanh cự nhận tinh thần lực kia. Ầm, một tiếng nổ vang kinh thiên động địa trong khoảng các vàng trong khu rừng rậm. Kinh phong điên cuồng ba động, khiến cho tất cả cây cao mọc trên trời gần như trăm trượng xung quanh như là đứt ngang toàn bộ. Thậm chí ngay cả trên mặt đất cũng bị lứt ra những cái khe rãnh thật sâu. Trong thanh âm kinh phong gào thét ngập trời, mũi chân Lâm Động điểm nhẹ, thân hình chỉ không lùi về sau, ngược lại còn trực tiếp xông thẳng đến thân ảnh Hoa Tông cách đó không xa. Thiên lần cổ kích vũ động, kim quang bộc phát ra đầy trời, kích ảnh ngập trời giống như là gió bão bộc phát, điên cuồng chút xuống thân thể Hoa Tông. Nhìn thấy Lâm Động mạnh mẽ công kích tới, thân hình Hoa Tông không chút cử động, lại là một cái luồng tinh thần lực lửa bạo dũng mà ra, trực tiếp hình thành một cái màn tinh thần lực phòng ngự màu xám bao quát lấy không gian gần một trượng xung quanh thân thể hắn. Bang bang bang, mũi kích sắc bén không ngừng đâm xuống vòng tinh thần lực phòng ngự kia, khiến cho nó bị chấn động, phát ra từng đợt âm thanh chói tai. Phát cuối cùng, một cái đạo kim quang bạo dũng mà tới, hung hăng điểm mạnh lên vòng tinh thần lực phòng ngự. Ngay sau đó thì vòng tinh thần lực bảo hộ đó bị xé toạc ra, kình phong sắc bén nhanh như chớp oanh xuống thân thể Hoa Tông. Thình thịch, đối mặt với thế công mạnh mẽ như vậy, bản chân Hoa Tông đột nhiên giẫm mạnh trên mặt đất một cái, chỉ nhìn thấy ngay chỗ hắn vừa mới đứng đột nhiên lại trồi đến một cái trụ gỗ có chút quỷ dị, mang thân thể của hắn bay lên, cũng đã lé được mũi kích dao
ảnh đến nhanh như chớp đó. Một kích thất bại, ánh mắt Lâm Động cũng khẽ nheo. Tình Hoạt Tông này không hổ là người của Âm Khôi Tông, có thể vận dụng tinh thần lực thuần thục đến vậy. Lúc nãy là do hắn dùng tinh thần lực thúc giục đất đá bên dưới đất trồi lên, đem hắn lừng thẳng không trung. Ầm ầm, Hoa Tông lúc này đang đứng giữa không trung, sắc mặt cực kỳ nham hiểm. Mười ngón tay khẽ búng ra, sau đó liền thấy vô số thanh đoạn nhận màu xám do tinh thần lực ngưng tụ mà thành, vô thiên cái địa quanh thẳng xuống Lâm Động. Đinh đinh đinh. Đối mặt với sự phản kích bất ngờ của Hoa Tông, kim quang sáng chói một lần nữa từ trong cơ thể Lâm Động bộc phát ra. Trong lúc nhất thời, trong mảnh rừng rậm này bùn đất gỗ vụn bay lên tung tóe, ngưng tụ lại thành cái tầng phòng ngự che trước mặt hắn. Nhưng tất cả những cái thanh đoạn nhận của Hoa Tông tấn công đều là bị cái tầng phòng ngự này chắn lại cả. Diện tích khu rừng xung quanh gần trăm trượng đã bị tràng chiến đấu kịch liệt của hai người phá hoại thành một cái mớ hỗn độn. Hai người lúc này hiển nhiên đều thúc đẩy tinh thần lực và nguyên lực đến cực điểm, trong lúc giao thủ có vẻ vô cùng hung hãn và kịch liệt. Có điều tên Hoa Tông kia cũng rất là thông minh, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ trong cơ thể Lâm Động, cho nên mãi vẫn chưa mạnh mẽ dốc hết lực lượng với hắn, chỉ là dựa vào tinh thần lực quỷ dị của mình không ngừng chiến đấu cùng Lâm Động. Thiết nghĩ là mượn cơ hội này cố gắng giữ chân Lâm Động lại, đợi đến khi phù khôi của mình có thể giải quyết xong đối thủ, rảnh tay liên thủ đối phó đối phương. Mà đối với dự tính này của Hoa Tông, Lâm Động cũng rõ như lòng bàn tay. Và lại hắn cũng rõ ràng, theo như nguồn năng lượng thuần nguyên đan được chút vào phù khôi của mình, nhiều nhất có thể chống đỡ được thêm khoảng phút nữa thôi. Cho nên cứ tiếp tục kéo dài như vậy thì đối với hắn không có lợi ích gì hết. Phốc, một kích của Lâm Động lại một lần nữa xuyên thấu phòng ngự tinh thần của Hoa Tông, hung hăng oanh tới ngực đối phương. Có điều do có sự bảo hộ của Huyền Hoàng Địa Giáp, căn bản không thể nào gây lên bất kỳ thương thế gì cho hắn. Nhìn thấy tình huống thế này thì sắc mặt Lâm Động cũng có chút âm trầm. Lực phòng ngự mạnh mẽ của Huyền Hoàng Địa Giáp quả thực là khó nuốt. Sự công kích của hắn cần phải lớn mạnh hơn nữa mới có thể xuyên thấu qua cái tầng phòng ngự Huyền Hoàng Địa Giáp, mới có thể đánh thương được Hoa Tông. Ánh mắt Lâm Động khẽ chớp động, thế công trong tay có vẻ chậm lại. Mà cũng chính ngay lúc đó, chợt mặt đất dưới chân hắn đột nhiên lướt ra một đạo hàn mang vô cùng sắc bén, lướt ra với một cái góc độ vô cùng nguy hiểm, bắn thẳng về phía Lâm Động. Đinh, dưới sự tập kích vô cùng bất ngờ khiến cho Lâm Động có chút kinh hoàng. Có điều cũng may hắn có một cái cảm giác cực kỳ sắc bén, chợt thanh cổ kích trong tay nghiêng nhẹ với một góc độ không ngờ tới, mạnh mẽ va chạm vào đạo hàn mang đó. Hai vật va chạm vào nhau, thanh âm thanh thúy nhất thời bùng nổ. Cái đạo hàn mang đó lại trực tiếp bị sức mạnh của thanh lân cục kích Lâm Động làm cho chấn ngược về sau. Ánh mắt Lâm Động thoáng nhìn lại, phát hiện đó là một cái thanh chùy thủ không chuôi, thân thể màu đỏ sậm trong suốt, nhìn qua giống như là do máu tươi đông cứng lại. Nơi song nhận sắc bén còn có một cái dãy dày, những cái răng cưa bề mặt ngoài toát lên vẻ dữ tợn vô cùng. Linh bảo trung cấp. Cây chùy thủ này tuy nhỏ nhưng mà Lâm Động nhìn thấy nó lại bị ánh mắt khẽ trùng xuống. Lúc nãy khi hắn chấn bay thanh chùy thủ, giữa màn và sắc bén toát ra từ nó khiến cho lòng bàn tay hắn cảm nhận được rõ sự đau đớn. Rõ ràng bên trong chùy thủ này còn ẩn chứa một cái luồng sức mạnh ba động vô cùng cường hãn. Hiển nhiên thanh chùy thủ bé nhỏ này cũng là một linh bảo trung cấp, không kém thiên lân cổ kích trước kia. Tên này thật đúng là cả người đều là bảo vật. Thấy Hoa Tông hết lần này tới lần khác lấy ra bảo vật, Lâm Động không khỏi có chút nóng mắt. Trên khắp người hắn ngoại trừ thiên lân cổ kích ra gần như không có cái vật gì gọi là lợi hại cả. Tên Hoa Tông này thì lại khác. Linh bảo cao cấp, trung cấp, tầng cấp bất tận. Chật chật, đáng tiếc. Thấy một kích đánh lén không hiệu quả, tên Hoa Tông kia có chút tiếc nuối, thở dài một hơi. Ngón tay vừa điểm, thanh chùy thủ đỏ sậm giữa không trung liền quay đầu lại, một lần nữa hóa thành một cái tia hàn mang màu đỏ với tốc độ nhanh nhất xông thẳng tới Lâm Động. Mà ngay lúc đó, Lâm Động lại một lần nữa cảm nhận được sự ba động tinh thần lực tỏa ra trong cơ thể Hoa Tông cách đó không xa. Hiển nhiên đối phương đang ngưng tụ tinh thần lực để xuất ra một loại bí kỹ tinh thần mạnh mẽ nào đó. Hừ, hàn mang trong mắt Lâm Động chớp động, thân hình đột nhiên rất nhanh phóng tới trước. Bàn tay hắn nắm chặt cổ kích, sau đó giống như là một cây tiêu thương dài hung hăng lện về phía Hoa Tông. Véo,
Thế nên cổ kích cũng hóa thành một cái đạo kim mang bạo lược mà ra, giống như một đầu kim long giờ nành nhè vuốt. Thanh thế khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi. Chỉ có điều cuối cùng lần công kích này vẫn bị Hòa Tông sớm chuẩn bị trước tránh được. Ngu xuẩn! Thấy Lâm Động phóng cổ kích của mình đi, khóe miệng Hòa Tông chợt lở một nụ cười dữ tợn. Đây là hoàn toàn đang tự chặt đứt thân của mình. Hừ! Cổ kích trong tay đã phóng ra, thân hình Lâm Động trực tiếp xông thẳng hướng Hòa Tông. Kim quang chói sáng điên cuồng ngưng tụ trên cánh tay của hắn. Nhìn tình hình này, hắn đang dự định đánh tay không, mà thấy cái hành động này của hắn, sự trào phúng trong mắt Hòa Tông càng dữ dội hơn. Khi Lâm Động có trợ giúp của thiên nhân cổ kích cũng không phá hoại được lực phòng ngự quán. Chẳng lẽ tiểu tử này còn muốn dùng tay không phá vỡ huyền hoàn địa giáp sao? Nếu như người đã muốn chết, vậy thì ta sẽ tạ nguyện cho ngươi. Trên đỉnh đầu Hòa Tông, tinh thần lực đang điên cuồng ngưng tụ, trực tiếp hóa thành một quả cầu tinh thần lực. Bên trong quả cầu đó truyền đến một sự ba động vô cùng cuồng bạo. Suy, tốc độ của Lâm Động cực kỳ nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Hòa Tông. Sau đó chính ngay lúc này, trên bàn tay quán đột nhiên xuất hiện một cái bồ đoàn. Trên bồ đoàn đó, một cái đám năng lượng cực kỳ đặc biệt với màu sắc hỗn độn đang lặng lẽ nhảy ra. Đám năng lượng hỗn độn đó vừa mới xuất hiện liền nhảy ra khỏi bồ đoàn, bám vào cánh tay Lâm Động. Ngay lúc đám năng lượng đặc biệt đó bám vào đầu cánh tay Lâm Động, lòng Hòa Tông đột nhiên dâng lên một cảm giác vô cùng bất an. Xem một quyền của ta đập tàn cái mai rùa của ngươi đây. Lúc này bất kỳ một phản ứng nào của Hòa Tông cũng đã không còn kịp. Trên gương mặt Lâm Động mang theo sự lạnh lùng băng lãnh, nắm tay được bao phủ bởi đám năng lượng đặc biệt đó cũng như là đột nhiên lao tới. Người si nói mộng, sắc mặt Hòa Tông dữ tợn, huyền hoàng địa giáp trên ngắn bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt. Một cái luồng ánh sáng màu vàng sẫm hiện lên trong nội giáp, cả người Hòa Tông đều được luồng sáng kia bao phủ lấy. Hắn muốn dựa vào huyền hoàng địa giáp đỡ một quyền này của Lâm Động. Bình, trọng quyền nhanh như chớp chút lên tầng ánh sáng của huyền hoàng địa giáp kia. Ngay sau đó, mặt đất trong vòng trăm trượng xung quanh giống như là một ngọn núi lửa phun trào ra. Một cái cột đất đá bao cao gần trăm trượng ầm ầm thổi quét qua. Chương 254, oanh sát. Ầm ầm, cột đất đá bay vút trên trời cao, khoảng rừng rậm này gần như sụp đổ trong khoảng khắc. Khói bụi bay đầy trời rớt xuống giống như là một trận mưa đất đá mù. Bang, mưa đất đá đầy trời, một cái âm thanh trầm thấp khiến cho da đầu kẻ khác phát run cũng nạt theo sát truyền tới. Ngay sau đó chỉ thấy một đạo thân ảnh bay ngược ra dòng cách chật vật, va chạm mạnh mẽ với mặt đất, trực tiếp tạo thành cái rãnh sâu dài gần trăm mét. Mưa đất đá trút xuống, cơ thể Lâm Động vẫn duy trì tư thế một quyền oanh ra. Trên nắm tay của hắn, từng giọt máu tươi đỏ thẫm không ngừng rơi xuống, nhuộm cả mặt đất. Duy trì tư thế này hồi lâu, lúc này Lâm Động mới dần dần có chút cứng ngắc, ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoa Tông bị một quyền quán oanh ngược ra xa. Lòng hắn có một cái cảm giác tim đang đập nhanh một cách kích liệt. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng cái gọi là nguyên tinh lực, mà sức phá hoại khủng khiếp của nó đã khiến cho lòng hắn tràn đầy kinh hãi. Sức phá hoại cho dù là linh bảo cao cấp phòng ngự cũng không thể chống đỡ được. Phốc suy, ngay lúc lòng Lâm Động vì nguyên tinh lực cảm thấy kinh ngạc, ở nơi xa Hoa Tông bị khảm sâu trên mặt đất phun ra một ngụm máu tươi. Chợt ánh mắt mang theo sự kinh hãi đến tột độ cúi đầu nhìn. Hắn kinh hãi phát hiện huyền hoàng địa giáp trên người mình trực tiếp bị oanh một quyền ấn thật sâu, từng đường lướt bắt đầu lan tràn ra xung quanh quyền ấn đó. Huyền hoàng địa giáp có lực phòng ngự cường hãn như thế, không nói ai cũng có thể đoán ra. Thế nhưng thiếu chút nữa bị một quyền của Lâm Động trực tiếp đánh cho lứt tan như vậy. Tuy rằng huyền hoàng địa giáp vẫn chưa hoàn toàn vỡ tan, nhưng một quyền lúc nãy của Lâm Động lại có thể có một phần lớn sức mạnh thông qua cái lứt đó truyền vào trong, gây lên thương thế vô cùng nghiêm trọng cho bản thân Hòa Tông. Làm sao có thể cảm nhận được sự đau đớn cùng cực từ trước ngực truyền tới? Hòa Tông không khỏi sắc mặt dữ tợn gầm lên. Muốn một quyền làm lứt linh bảo cao cấp phòng ngự, điều này cho dù là cường giả tạo hình cảnh đại thành cực kỳ lợi hại của Ma Môn cũng không làm được. Chỉ một tên Lâm Động sao có thể làm được? Nhưng bất kể là Hoa Tông này gầm thét thế nào thì sự thực bày ra trước mắt hắn khiến hắn không thể không tin. Cho nên sau khi gầm giống một trận điên cuồng, hắn nhanh chóng hồi tỉnh lại đôi chút, ánh mắt liếc nhìn Lâm Động với khuôn mặt lạnh lùng lơi xa.
Quang mang trong mắt hắn lập tức lóe động, sau đó cánh tay vỗ mạnh xuống mặt đất, mượn tinh thần lực lùi nhanh về sau. Hiện giờ hắn đã bị đánh trọng thương và lại huyền hoàng địa giáp cũng bị oanh ra lông lỗ thế này. Nếu Lâm Động lại một quyền giống vậy, e rằng hắn hôm nay thực là hoàn toàn nằm tại nơi đây. Khốn kiếp, lần này coi như xui xẻo lớn, không ngờ rằng tiểu tử này khó giải quyết đến thế. Cố gắng chịu đựng thương thế trong cơ thể, thân hình Hoa Tông lui nhanh, trong lòng không ngừng điên cuồng chửi mắng. Ngay cả chính hắn không ngờ rằng Lâm Động lại cường hãn đến mức này. Rõ ràng hắn là thực lực tạo hình cảnh tiểu thành, thế nhưng mà huyền hoàng địa giáp, ngay đến cường giả tạo hình cảnh đại thành cũng bó tay chịu thua, lại trực tiếp bị hắn oanh kích suýt chút nữa vỡ lát. Cục diện ngày hôm nay cũng chỉ có thể bỏ chạy về trước. Trong Âm Khôi Tông cao thủ không ít, cùng lắm là trực tiếp mời cha tới. Với thực lực tạo khí cảnh đại thành của cha, muốn kích sát Lâm Động quả thực là chuyện dễ như lòng bàn tay. Trong lòng lại sinh ý nghĩ, Hoa Tông cũng không dám nán lại lâu, thậm chí ngay đến Phù Khôi cũng không dám triệu hồi về, trực tiếp bỏ chạy bán mặt. Nếu đã tới đừng mong chạy nữa. Nhưng mà đúng lúc hắn muốn chạy, Lâm Động cũng không choán được như ý nguyện. Đối với loại người như Hoa Tông này, Lâm Động hiểu rõ, nếu không diệt cỏ tận gốc, ngày sau tất sinh ra hậu họa. Nếu như không động thủ thì thôi, một khi ra tay tuyệt đối không được lưu tình. Do đó khi thấy tên Hoa Tông điên cuồng bỏ chạy, hắn cũng cười nhạt một tiếng, bàn chân dẫm mạnh trên mặt đất, hóa thành một đạo thân ảnh mơ hồ nhanh chóng phóng theo. Gần như chỉ trong chớp mắt đã đuổi kịp Hoa Tông, bởi vì đã bị trọng thương nên tốc độ cũng chậm lại. Lâm Động, cha ta chính là trưởng lão Âm Khôi Tông, nếu như người dám động đến ta, cha ta sẽ khiến cho người không còn chỗ để lương thân trong quận Đại Hoang. Nghe thấy âm thanh xé gió sắc bén từ phía sau truyền tới, sắc mặt Âm Hoa Tông cũng là nhanh chóng thay đổi, lớn tiếng quát: ngu xuẩn! Đối mặt với cơn giận dữ của Hoa Tông, Lâm Động cũng chỉ lắc đầu cười nhạt, nắm tay hắn nắm chặt lại, kim quang ba động trực tiếp oanh thẳng trên đầu Hoa Tông. Hoa Tông mất đi sự bảo hộ của huyền hoàng địa giáp, ngay đến một quyền của hắn bây giờ chịu cũng không được. Mà đối với tình trạng của mình, Hoa Tông vô cùng hiểu rõ. Trở đánh mắt hắn trở lên đỏ ngầu, từng đạo tinh thần lực không ngừng hóa thành vô số đoạn nhận điên cuồng chém tới Lâm Động. Bang! Đối mặt với công kích điên cuồng của Hoa Tông, màu sắc thanh đồng trên người Lâm Động càng ngày càng thâm trầm hơn. Một quyền tung ra, nguyên lực màu vàng ba động kịch liệt, khiến cho vô số thanh đoạn nhận tinh thần trực tiếp bị đẩy lùi. Phong quyền lại dẫn bạo không khí, giống như là đem không khí áp xúc lại vậy. Nắm tay còn chưa tới, kình phong đã hung hăng ập trên người Hoa Tông. Phốc suy, kình phong hung hãn vọt tới, Hoa Tông lại phun ra một ngụm máu tươi. Chợt trong mắt hắn cũng dâng lên một sự điên cuồng. Hắn hiểu rõ Lâm Động đã quyết tâm hạ sát thủ, muốn giết ta không dễ như vậy đâu. Hoa Tông kêu gào như con dã thú, ngay sau đó từng luồng tinh thần lực hùng hậu điên cuồng bạo dũng mà ra, ngưng tụ thành một cái đầu lâu màu xám, đường kính khoảng một trượng ngay trước mặt. Âm Khôi đại pháp, thực tinh khôi! Tiếng thê lương giống từ yết hầu của Hoa Tông truyền tới. Sau đó trong nháy mắt, cái đầu lâu màu xám do tinh thần lực ngưng tụ lóe lên hai cái luồng tinh thần chi hỏa. Ô ô! Ngay lúc trong mắt đầu lâu màu xám hình thành tinh thần chi hỏa, trong miệng nó chợt phát ra một cái thanh âm cực kỳ quỷ dị. Sau đó miệng của đầu lâu mới mở, vòng lốc xoáy màu xám hình thành trong miệng của nó cũng phát ra một cái luồng hấp lực cực kỳ mạnh mẽ. Luồng hấp lực quỷ dị đó đối với các vật thực chất vốn không có tác dụng gì, nhưng Lâm Động có thể cảm nhận được tinh thần lực trong Neon Cung đều đang muốn từ cơ thể xông ra, tựa hồ bị cái đầu lâu đó hút vào miệng. Đem tinh thần lực của ngươi dâng hiến cho ta! Sắc mặt Hoa Tông cực kỳ dữ tợn, đột nhiên liều mạng phun một ngụm máu tươi trên cái đầu lâu kia. Cái đầu lâu nhuộm đầy máu của Hoa Tông, hấp lực trong miệng đột ngột tăng mạnh hơn nhiều. Người của Âm Khôi Tông quả nhiên là quỷ dị. Lâm Động cũng bị thủ đoạn bảo mạng cuối cùng của Hoa Tông làm cho chút kinh dị, chợt trong lòng hiện lên lạnh lẽo. Tâm thần hắn vừa động thì trong Liên Hoàn Cung bốn đạo bản mệnh linh phù đột nhiên ba động, trong chớp mắt hóa thành một cái lốc xoáy linh phù không ngừng xoay chuyển với tốc độ cao. Hay là người cống hiến cho ta đi! Bàn tay to lớn của Lâm Động giơ lên, trực tiếp chụp lấy cái đầu lâu màu xám. Ngay sau đó, hấp lực khủng khiếp từ trong bàn tay hắn bạo dũng mà ra. Ngay lúc đó trên mặt Hoa Tông liền hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ, bởi hắn cảm nhận được rõ ràng tinh thần lực trong đầu lâu màu xám bị Lâm Động nhanh chóng thôn phệ mất. Người lại có thể trực tiếp thôn phệ tinh thần lực! Hoa Tông kinh hãi đến tột cùng thét to. Âm Khôi Tông bọn chúng tuy rằng cũng có cái loại pháp thuật quỷ dị này, nhưng là cần kết hợp bởi nhiều loại bí kíp tinh thần khác nhau mới có thể gián tiếp
đem tinh thần lực của kẻ khác thôn phệ. Hơn nữa điều khiến hắn cảm thấy hoảng sợ nhất, sau khi thôn phệ tinh thần lực của hắn, Lâm Động không có bị bất cứ phản tác dụng nào, ngược lại thần thái trong ánh mắt càng lông động hơn. Phá! Dưới sự điên cuồng thôn phệ của Lâm Động, cái đầu lâu màu xám dần trở nên hư vô, cuối cùng bị Lâm Động trực tiếp phá tan. Bất chợt ánh mắt như băng của Lâm Động chuyển hướng Hoa Tông. Tên ác ma nhà ngươi! Sắc mặt Hoa Tông lúc này tràn đầy sự hãi. Năng lượng quỷ dị mà Lâm Động thi triển quả thực đã vượt ngoài sự hiểu biết của hắn. Sắc mặt Lâm Động lạnh lùng, sau khi thôn phệ đi cái đầu lâu màu xám do tinh thần lực hùng hồn của Hoa Tông ngưng tụ mà thành, hắn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, tinh thần lực trong nơi hoàn cung của mình gần như đang dần dần gia tăng thêm một chút. Phương pháp cướp đoạt tinh thần lực này tuy rằng bá đạo tả môn, nhưng đích thực là có tác dụng vô cùng lớn. Nếu như người đã chọn lựa chọn truy sát đến đây, vậy cũng nên dự liệu trước kết cục này. Lâm Động nhìn Hoa Tông cười nhạt, bàn tay chụp lên thiên linh cái của hắn, hấp lực nhất thời bạo dũng mà ra, trực tiếp thôn phệ một cách mãnh liệt tinh thần lực trong lê hoàn cung của đối phương. Tạp chủng, âm khôi tông ta sẽ truy sát ngươi đến không còn chỗ dung thân, kết cục của ngươi sẽ là thê thảm hơn ta gấp trăm lần. Ngươi hãy đợi đấy, cha ta sẽ giày vò ngươi đến chết đi sống lại. Cảm nhận được tinh thần lực trong lê hoàn cung nhanh chóng mất đi, Hoa Tông cũng trở nên tuyệt vọng cùng cực, ánh mắt cực kỳ oán độc và dữ tợn của hắn nhìn chằm chằm Lâm Động gào thét nguyên rủa. Tội do ngươi tự mình rước lấy mà thôi. Nhãn thần Lâm Động hờ hững, bàn tay ấn trên thiên linh cái của Hoa Tông, dùng lực bóp mạnh một cái, một đạo ám kình bạo dũng mà ra, trực tiếp chấn vỡ thiên linh cái của Hoa Tông, kết thúc hoàn toàn trận kịch đấu này. Máu tươi từ trên đầu trào xuống, khuôn mặt Hoa Tông vương lại sự oán độc và sợ hãi đến tột cùng, rồi sau đó mới dần ngã xuống. Tên ác bá trong thành Đại Khôi ngày hôm nay lại hoàn toàn bị tiêu diệt tại nơi đây. Cùng với lúc khí tức Hoa Tông mất đi, Lâm Động cũng ngồi bệt xuống đất, nhìn qua địa phương cách đó không xa, đầu phù khôi của Hoa Tông đứng sừng sững ở đó, cùng với cái chết của Hoa Tông cũng đồng dạng đông cứng lại. Phù. Lâm Động cúi đầu thở một cái kịch liệt. Lần kịch đấu này khiến cho hắn chiến đấu khá là gian nan. Bảo bối Hoa Tông này đem theo người quả thực quá nhiều. Nếu như cuối cùng không phải là nhờ vào nguyên tinh lực một quyền đánh tan Huyền Hoàng Địa Giáp, e rằng Lâm Động vẫn khó mà có biện pháp giết chết Hoa Tông được. Người giết tiểu tử này e rằng phiền toái không ít đâu. Tiểu Điêu cũng vào lúc này hiện lên bảo vai hắn nói. Nếu như không giết cũng là phiền phức lớn vậy thôi. Lâm Động lắc lắc đầu. Tên Hoa Tông này là kẻ có thù tất báo. Nếu như cứ để hắn bỏ đi như vậy, hắn tuyệt sẽ phát động toàn lực lượng âm khôi tông đến truy sát hắn. Nếu làm vậy chỉ bằng cứ trực tiếp giải quyết cho xong. Có điều thu hoạch lần này không ít. Lâm Động ngẩng đầu nhìn cái đầu phù khôi trung đẳng đỉnh phong đang bị đông cứng đó, sau đó tháo bộ Huyền Hoàng Địa Giáp trên người Hoa Tông xuống. Tuy thứ này có chút hao tổn, nhưng chỉ cần sửa chữa lại, kiện linh bảo cao cấp này lại có thể dùng lại như mới. Lúc tháo Huyền Hoàng Địa Giáp, túi càn khôn được giấu trong người Hoa Tông cũng nhanh chóng nằm trong tay Lâm Động. Nhìn túi càn khôn lặng trịch trong tay, khóe miệng Lâm Động khẽ nhếch, một nụ cười thỏa mãn hiện ra. Tên Hoa Tông này ngược lại đem cho hắn không ít bảo vật a. Chương 255 Đại thu hoạch. Nắm túi càn khôn trong tay, khóe miệng Lâm Động hiện lên một nụ cười lủng đậm. Từ khi thấy Hoa Tông xuất ra không ít bảo bối, hắn biết trước người này tích lũy không ít, thậm chí có thể vượt xa Vương Viêm lúc trước nữa. Đương nhiên điều này không thể không nói, âm khôi tông nội tình thâm hậu hơn gia tộc Vương Thị, mà chỉ cho thấy địa vị của Hoa Tông ở âm khôi tông hẳn có chút quyền thế thực sự, nếu không cũng không thể có được cuộc cải phong phú như vậy. Để ta xem thử gia tài nhà ngươi rốt cuộc có bao nhiêu. Lâm Động cười ha ha, tinh thần lực đưa vào trong túi càn khôn. Ngay sau đó thì sắc mặt hắn liền từ trong căng cứng. Khẽ thở hắt một hơi, sâu trong ánh mắt có một chút chấn động cùng với vui mừng điên cuồng. 25 vạn thuần nguyên đan. Lâm Động liếm cặp môi, có chút nhịn không nổi hưng phấn, trong cặp mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc nhìn về phía thi thể Hoa Tông. Hiện nhiên ngay cả hắn cũng không thể ngờ nổi, kẻ này không ngờ lại mang theo số lượng thuần nguyên đan khổng lồ đến vậy. Những ngày đó khi Lâm Động tống tiền gia tộc Địch Liễu chỉ thu được có 20 vạn thuần nguyên đan mà thôi. Hơn nữa bọn chúng lại còn tích cỏ một lúc mới có được.
Kết quả hôm nay chỉ có thể ở trên ngựa Hoa Tông này. Cũng đã có được số lượng thuần nguyên đan vượt qua cả hai nhà cộng lại. Từ đó có thể thấy được tài phú của Hoa Tông rốt cuộc là nhiều tới mức độ nào. Thật ra thì Lâm Động cũng không biết được sản nghiệp của Âm Khôi Tông trong thành Đại Khôi khổng lồ đến mức nào. Hoa Tông ở nơi này được coi như là cao tầng quan trọng, lại có thêm sự che chở của cha hắn, cho nên mới có thể tích góp được số lượng thuần nguyên đan lớn đến vậy. Đây là điều mà Lâm Động cơ bản không thể tưởng tượng nổi. Dù sao thì thực lực của Âm Khôi Tông hoàn toàn cao hơn hai cái nhà gia tộc Địch Liễu nhỏ bé ở một cái thành thị tầm thường. Mà đối với nguồn gốc tài phú của Hoa Tông này, Lâm Động cũng không nghĩ đến chuyện tìm hiểu triệt đề. Dù sao thì hiện giờ những thứ này đều thuộc về hắn. Hắn lập tức không chút khách sáo, đem 25 vạn thuần nguyên đan kia thu trong túi càn khôn của mình. Cảm giác được chỉ trong chớp mắt túi càn khôn của mình đã trở nên đầy đặn hơn nhiều. Lâm Động thở dài một hơi, giống như là vừa giải phóng gánh nặng ngàn cân vậy. Hắn trước đây không lâu thực sự đã nghèo đến mức độ thâm sơn cùng cốc. Thậm chí ngay cả thuần nguyên đan để khu động phù khôi tác chiến lâu cũng không đủ. Mà 25 vạn thuần nguyên đan của Hoa Tông này đối với hắn hiện nhiên là đưa than nóng giữa trời tuyết à. Mặc dù không phải là điều mà Hoa Tông thực sự mong muốn. Thủ lấy thuần nguyên đan, Lâm Động tìm tòi một lúc, kết quả bị hắn vô cùng đắc ý. Bởi vì trong túi càn khôn của Hoa Tông tìm thấy một cái số tinh thần bí kỹ khác. Đối với những cái thứ bí kỹ tinh thần, Lâm Động từ trước đến nay phải nói là vô cùng khá hiếm. Thủ đoạn công kích tinh thần của hắn vô cùng ít ỏi, thực sự kém xa so với Hoa Tông. Cho nên sau khi phát hiện những bí kỹ tinh thần, hắn cũng không khách sáo mà thu nhận hết. Âm Khôi Đại Pháp, mà trong cái đám bí kỹ tinh thần tới hấp dẫn ánh mắt của Lâm Động không hề nghi ngờ chính là một cái quyển bí kỹ tinh thần được tạo thành một cái loại ngọc mộ xám có bốn chữ lớn. Phát ra âm khí dày đặc ghi trên quyển trục bằng ngọc này khiến Lâm Động cảm nhận được chỗ khác thường của thứ đồ này. Lâm Động đưa một tia tinh thần được xâm nhập bên trong, sau đó dùng ánh mắt của hắn nheo nheo lại. Một cái tia kinh dị nhất thời xẹt qua trong mắt hắn. Bên trong cái quyển bí kỹ tinh thần gọi là Âm Khôi Đại Pháp này có ẩn chứa hai loại bí kỹ tinh thần vô cùng mạnh mẽ. Theo suy đoán của Lâm Động e rằng đều đã tới cấp bậc tạo khí cấp. Mà trong hai cái bí kỹ tinh thần kia có một cái chính là thực tinh khô, chính là thứ lúc trước Hoa Tông thi triển chiến đấu, tức lại có thể hấp thu tinh thần lực của người khác. Hơn nữa, khi trải qua một quá trình luyện hóa phức tạp, liền dùng để tăng cường tinh thần lực của bản thân. Loại bí kỹ tinh thần này so với lốc xoáy linh phù của Lâm Động cũng có chút tương đồng, nhưng mà hiệu suất cùng trình độ bá đạo của hai cái thì không thể so sánh. Khó trách gã này trẻ như vậy có thể bước vào cấp bậc linh phù sư, xem ra đã dùng không ít tà pháp. Nhìn thấy cái loại bí kỹ tinh thần này, Lâm Động thoáng giật mình. Nếu như dựa theo tốc độ tu luyện bình thường ở độ tuổi như vậy mà Hoa Tông có thể đạt được cấp linh phù sư, quả thực là chuyện khó có thể tưởng tượng. Nhưng hiện tại xem ra trong chuyện này hóa ra còn có chút bí ẩn khác. Còn về cái loại bí kỹ tinh thần kia dường như là uy lực còn mạnh hơn cả thực tinh khô. Nó tên gọi là âm ma khiếu. Đây một loại bí kỹ có thể dùng tinh thần lực cùng với một loại âm ba đặc biệt để triển khai, uy lực cực mạnh. Nhưng mà việc tu luyện vô cùng khó khăn, ít nhất ngay cả Hoa Tông đã đến linh phù sư hạ cấp cũng không thể hoàn toàn thi triển được. Bằng không trận chiến đấu ngày hôm nay có lẽ Lâm Động càng khó giải quyết hơn rất nhiều. Mặc dù có chút tà môn, nhưng thực sự có thể xem như là thủ đoạn bảo toàn sinh mệnh không tệ. Lâm Động cười khẽ đem Âm Khôi Đại Pháp bỏ trong túi càn khôn. Những cái thủ đoạn của Âm Khôi Tông này có lẽ không được xem là thủ đoạn quang minh chính đại gì, nhưng hắn cũng không quá mức chấp nhất đối với thứ này. Vạn pháp trên thế gian này cũng đều chỉ có một cái đạo lý duy nhất, đó chính là thắng làm vua, thua làm giặc. Có đôi khi người thường chỉ biết đến kết quả cuối cùng mà thôi, chứ không coi quá trình ở bên trong đó, hay là thủ đoạn của ngươi rốt cuộc quang minh hay là tà môn. Nếu như muốn nói đến tà môn bá đạo, cái thứ mà Lâm Động đặt tên ở lốc xoáy linh phù kia xem ra còn bá đạo tà môn hơn so với thủ đoạn của Âm Khôi Tông. Loại thủ đoạn thế này những lúc bình thường có lẽ hắn không sử dụng ra, nhưng nếu gặp phải hạng người âm hiểm tàn nhẫn tương tự như Hoa Tông mà nói, hắn tuyệt không chút nương tay. Thế giới này vốn là thực lực phi tôn, mạnh được yếu thua,
trong cái thế giới nhân loại cũng đồng dạng là vô cùng tàn khốc, đặc biệt là ở địa phương như là quận Đại Hoang này. Cất giữ xong mấy cái bí kỹ tinh thần, Lâm Động lại lục lọi thêm một phen, ở trong túi càn khôn thu được từ chỗ Hoa Tông tìm thêm một ít linh bảo, nhưng đều là cấp bậc hạ cấp cả, cũng chẳng có sức hấp dẫn đối với người khác cho lắm. Mà trong đó thứ duy nhất khiến Lâm Động để mắt tới chính là cái thanh trùy thủ răng cưa không chuôi màu sắc đỏ sậm lúc trước. Đây chính là một cái thanh linh bảo trung cấp, thực sự vô cùng sắc bén, dùng khi đánh nén tuyệt đối là không hề gây lên tiếng động. Từ lúc đối mặt với địch sử dụng nó, có thể đạt được hiệu quả tập kích bất ngờ tới thời khắc quan trọng nhất. Lâm Động chỉ mất khoảng hơn 10 phút cũng đã liệt kê rõ ràng triệt để thu hoạch lần này. Thu hoạch lần này có thể nói là đại thu hoạch, không cần nói tới 25 vạn thuần nguyên đan cùng với âm khôi đại pháp khiến cho hắn vừa lòng không thể vừa lòng hơn. Chỉ cần mỗi một kiện huyền hoàng địa giáp dù bị hao tổn cũng là khiến cho hắn vui mừng khôn xiết. Chỉ cần tìm một vị linh phù sư nào đó sử dụng tinh thần lực hồi phục lại, sức phòng ngự của huyền hoàng địa giáp lại có thể phát huy mạnh mẽ. Tới lúc đó thì Lâm Động có được sự bảo hộ của huyền hoàng địa giáp, khả năng sinh tồn không hề nghi ngờ sẽ tăng đến một cái khoảng không nhỏ. Ngoài trừ huyền hoàng địa giáp ra còn có các vũ kỹ linh bảo nữa. Đương nhiên còn có một đầu phù khô trung cấp, thực lực để sánh với cả cường giả tạo hình cảnh đại thành. Lâm Động từ trên mặt đất đứng thẳng dậy, sau đó huy động đem hai đầu phù khôi đều thu trong túi càn khôn. Bất ngờ ngay sau đó hắn cảm nhận được trong đầu truyền đến từng hồi cảm giác mê muội, cặp mày lập tức khẽ nhíu. Tiểu tử, người mới hấp thu tinh thần lực của tiểu tử kia nên nhanh chóng tìm một nơi cố gắng luyện hóa. Tinh thần lực của tiểu tử đó có chút âm lãnh hỗn tạp, nếu như luyện hóa không tốt, người sẽ phải gánh chịu không ít đau khổ. Bản mệnh linh phù của người mặc dù là theo lạc ấn của tổ phù mà ra, nhưng mà rốt cuộc cũng chỉ có thể phục chế lại một chút uy lực của tổ phù mà thôi, còn rất xa mới có thể đạt được khả năng thôn thiên vệ địa của tổ phù. Tiểu điều đột nhiên xuất hiện trên bả vai nhắc nhở nói. Lâm Động khẽ gật đầu, tự nhiên cũng biết rằng nhất thiết phải luyện hóa cho tốt tinh thần lực mới thôn vệ, nhưng mà trước mắt cần tìm một nơi an toàn đã. Tin tức Hoa Tông bị giết không lâu nữa sẽ chuyển tới về thành Đại Khôi, đến lúc đó Âm Khôi Tông ắt hẳn vì ngươi mà báo thù, phái ra một số lượng cao thủ lớn. Lâm Động khẽ chớp mắt, hắn biết một khi giết Hoa Tông chính là chọc giận một cái đại phiền toái, nhưng việc thì cũng đã làm rồi, quyết không có cơ hội mà hối hận nữa. Vì thế trước mắt cần phải suy nghĩ cách đối phó trước. Trước tiên rời khỏi thành Đại Khôi, tìm chỗ thâm sơn nào đó luyện hóa tinh thần lực của Hoa Tông trước. Tuy nói thế lực Âm Khôi Tông hùng mạnh, nhưng muốn tìm ta trong sơn mạch trung điệp cũng không phải là việc đơn giản. Sắc mặt Lâm Động trầm ngâm. Cao thủ của Âm Khôi Tông trong thành Đại Khôi này cũng không phải là hắn có thể địch nổi, nhưng mà điều hắn kiêng kỵ nhất chính là cái người gọi là phụ thân trưởng lão của Hoa Tông kia. Người có thể đứng vị trí trưởng lão ở Âm Khôi Tông xem ra không phải tay vừa. Hôm nay Lâm Động giết con trán, tất nhiên người này sẽ dốc toàn lực đi tìm kiếm tên kia, tuyệt không bỏ qua. Trước tiên thì cùng Tiểu Viêm hội họp cái đã. Ánh mắt Lâm Động chợt lóe, thân hình phóng đi. Trước khi hắn bỏ đi, hắn đã đặc biệt kiểm tra cẩn thận không hề lưu lại bất kỳ dấu vết hành tung nào. Cùng với sự rời đi của Lâm Động, khu vực đầy hỗn độn này liền trở nên vô cùng yên tĩnh. Một hồi va chạm mãnh liệt xảy ra ở nơi đây lúc đó cũng khiến cho một số yêu thú không dám bén mạng tới gần. Sự yên lặng này kéo dài gần nửa giờ mới được một lần nữa bị tiếng gió lớn dồn dập phá vỡ. Ngay sau đó hai đạo thân ảnh chợt hiện, dừng lại trên một gốc đại thụ đã bị ngã. Ánh mắt đảo quanh cuối cùng dừng lại trên thi thể lạnh lẽo nằm xa xa trên mặt đất. Lập tức thân thể cả hai đều như nhất thời sững sốt cứng đờ. Sững sờ hồi lâu, hai người liếc mắt nhìn nhau đều nhận được sự kinh hoàng và sợ hãi trong mắt đối phương. Hai người chợt phóng lên đáp bên cạnh thi thể Hoa Tông, nhìn khuôn mặt tràn đầy vẻ sợ hãi và oán độc của cỗ thi thể kia, hai người cảm nhận được một cái cỗ hàn khí từ trong thân thể mình lan ra. Tên tiểu tử kia dám một phen giết chết Hoa Hộ Pháp. Yết hầu thêm mũi ưng khẽ chuyển động nói với giọng khàn khàn, làm sao bây giờ? Giọng nói người còn lại có chút run rẩy. Hoa Tông trong Âm Khôi Tông có địa vị không thấp, đặc biệt hắn có một vị phụ thân là trưởng lão. Đem tin tức này truyền về, có thể tưởng tượng được vị trưởng lão kia sẽ tức giận đến mức nào. Đem thi thể về đi, cái tên tiểu tử kia cũng là xong đời rồi. Đến lúc đó
hắn sẽ biết được lần này hắn rốt cuộc gây ra một cái tai họa đáng sợ thế nào. Tên mũi ưng hạ giọng nói, sau đó khom người khiêng thi thể Hoa Tông lên, xoay người hướng phía thành Đại Khôi phóng đi. Nhìn bóng sáng hai người, cũng muốn luốt lớp bọt một cái. Hắn có thể cảm nhận được lửa giận của cái vị trưởng lão từ xưa tới nay trong Âm Khôi Tông luôn có hùng danh đáng sợ kia, lần này sẽ càng thêm đáng sợ thế nào. Giống như lời mà tên mũi ưng kia nói, cái tên tiểu tử đã giết chết Hoa Tông kia, kết cục là vô cùng thê thảm rồi.